Thưa sư chưa bật mic cả. Quý vị đó, thì bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học tới cái bài đoạn kệ thứ ba của bài kinh 38 Pháp Hạnh Phúc. Thì cái đoạn này đó, đối với nhiều Phật tử thì đây là một cái đoạn kệ quan trọng. Tại vì đối với nhiều người á, thì họ cho rằng cái đạo hiếu là đạo Phật. Có nghĩa là người trọn vẹn nguyên một cái đạo Phật đó. Thì chúng ta gom lại chỉ trong một cái chữ hiếu thôi. Và thực tế mà nói đó, thì đây là một cái sự hiểu lầm rất là lớn. Tại vì sao vậy? Tại vì á, giống như là một cái kho tàng, nó có rất nhiều những cái loại châu báu, pha lê, mã não, vàng, bạc, các loại san hô, các loại ngọc, các loại hộ phách, các loại đá quý, vân vân và vân vân, rất là nhiều. Mà chúng ta thì do cái sở thích cá nhân của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa truyền thống, cho nên là chúng ta chỉ thích mỗi bạc thôi. Và chúng ta đem cái bạc đó, cái một cái thỏi bạc đó, chúng ta đem nó làm đại diện cho cả một kho tàng, thì nó uổng lắm quý vị, uổng lắm. Tại vì bản thân cái kho tàng có rất nhiều cái loại châu báu, chứ nó không phải chỉ có mỗi một cái thỏi bạc không thôi, mà chúng ta đem một cái thỏi bạc đó, chúng ta đem so sánh với cả một kho tàng. Cũng vậy đó, đồng ý là trong đạo Phật thì Đức Phật có nhắc rất nhiều đến cái chữ hiếu đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào đem nguyên một cái hiếu đó mà chúng ta đại diện cho cả Phật giáo. Tại vì cái hiếu nó chỉ là một phần nhỏ trong một cái biển giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và ở đây đó, trong 38 Pháp Hạnh Phúc thì Đức Phật đặc biệt để một cái dòng đó là Mata Vitu Upatha Năng Puttada Rasa Sangaho Anakula Chakamanta E Tăng Măng Galamutta Măng. Thì Ngài Chánh Thân á, Ngài dịch cái đoạn này là phụng dưỡng mẹ và cha, cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp không có xung đột, đó là hạnh phúc tối thượng. Thì ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu đi đến một cái phần ở trong cái kho tàng của chánh pháp, là Đức Phật nhắc đến cái việc là phụng dưỡng mẹ và cha. Và xin nhắc lại một lần nữa, đây là một phần trong cái kho tàng chánh pháp mà bất kỳ ai học Phật, hiểu Phật, tin Phật thì đều phải thực hành hết. Nhưng mà nên nhớ rằng đây là một trong số nhiều việc mà một người Phật tử phải thực hiện, một người nam nữ tại gia cư sĩ phải thực hiện, chứ chúng ta không thể nào đem nó làm đại diện cho cả một cái nền tảng Phật giáo để rồi chúng ta dùng một cái câu đó là đạo hiếu là đạo Phật, thì nó rất là uổng. Sai thì nó không phải là sai, nhưng mà đúng thì nó cũng không đúng. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái đoạn đầu tiên ha. Mata Pitu Upatthana có nghĩa là phụng dưỡng mẹ và cha. Phụng dưỡng mẹ và cha. Thì thưa quý vị đó, cái phụng dưỡng ở đây đó là nó bao gồm nhiều việc lắm, chứ không phải chỉ đơn giản là mình chỉ có đem có đồ ăn thức uống mà chúng ta nuôi cha nuôi mẹ mà chúng ta gọi nó là phụng dưỡng. Cái sự phụng dưỡng á, mà gọi là đầy đủ á, thì gồm có cái gì? Thứ nhất á, là mình phải biết rửa chân cho cha mẹ, xoa bóp, tắm rửa,
khi mà cha mẹ già rồi đó, không thể nào mà lo được cái vấn đề vệ sinh đó, thì mình phải có trách nhiệm mình giúp đỡ cha mẹ. Hồi xưa đó, cha mẹ đánh đổi cái tuổi trẻ, đánh đổi sức khỏe để nuôi chúng ta, cho chúng ta ăn học thành tài, lớn lên rồi dựng vợ gả chồng, lo cho mình xong đã rồi đó, rồi tới hồi mình đẻ con ra bắt đầu lo cho cháu đó. Thì khi mà cha mẹ tuổi già đó, mình phải có trách nhiệm là phụng dưỡng. Ngay mà cái chuyện mà bây giờ kêu là mình đấm bóp cho cha mẹ, rồi thậm chí rửa chân rồi tắm rửa cho cha mẹ, phải nói là hiện tại bây giờ á, nhiều người nó không có được như hồi xưa. Có nghĩa là sao, bây giờ á mà các bậc mà làm cha làm mẹ á, mà thấy đứa con của mình á, con lớn nó đi làm rồi nha, đi làm có vợ có con rồi, mà hôm nào á mà nó tới mà nó đấm bóp, nó bóp vai, nó bóp chân, là thế nào nó nhích cái là biết nó nghĩ cái gì rồi. Hỏi nó giờ sao, muốn gì nói đi, xin tiền hay là xin cái gì đó, thế là nhét cho ảnh cục rồi thì thế ảnh đi thôi. Chứ nó không đơn thuần, nó không đơn thuần là chỉ đơn giản là mình muốn thể hiện cái tình thương, mình muốn chăm sóc cha mẹ, thì nó không có giống hồi xưa đó. Ngoài ra đó, cái sự phụng dưỡng Upasthana thì nó còn có cái nghĩa là mình phải cung cấp những cái vật dụng, những cái nhu thiết yếu cho cha mẹ của mình. Quý vị nghĩ đi, đầu tư, phải nói là tôi rất là ngưỡng mộ các cái bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì sao? Họ đầu tư cho một đứa con á, là họ đầu tư một cái quỹ mạo hiểm mà chưa chắc có lời hay không thì không biết, mà thấy là lỗ trước mắt rồi, xin mang thai 9 tháng 10 ngày, lo nào là chăm sóc thai kỳ, rồi lo khám sức khỏe đủ hết rồi, tới hồi mà sinh nở là tốn một mớ tiền nữa ha. Rồi tới hồi mà nó đẻ nó ra là phải lo nào sữa nào tả, rồi nuôi cho nó lớn, bắt đầu nó đi học. Bây giờ những vị nào làm cha làm mẹ thì biết rồi, nuôi ăn học cho tụi nó đâu phải là chuyện đơn giản đâu đó. Cho nó ăn nó học, mà học có 12 năm phổ thông, xong rồi học tiếp đại học thì cũng phải nuôi tiếp, mà nuôi tiếp đại học rồi đó, tới hồi mà đi làm rồi đó, thì thậm chí là mấy năm đầu đi làm thì cũng phải nhờ cha mẹ đó. Rồi tới hồi mà nó coi như là thu nhập mà ổn định rồi đó, thì không biết có nuôi cha mẹ được ngày nào hay không, là bắt đầu nó kiếm vợ rồi đó. Thành ra đó, đầu tư cho một cái đứa con là một cái sự đầu tư mạo hiểm, mà chưa chắc là mình được cái gì đâu, mà thấy là lỗ vốn rồi đó. Thành ra đó, một cái người con khi mà biết nghĩ đến cha mẹ như vậy, thì mình phải hiểu là cái chuyện cấp dưỡng cho cha mẹ những cái nhu yếu phẩm như là đồ ăn, thức uống, như là y phục, như là thuốc men, như là chỗ ở, đó là bổn phận, là trách nhiệm của mình. Nó không phải là một cái như một số cái nền văn hóa, có nghĩa là cha mẹ nuôi con tới lúc mà nó trưởng thành rồi đó, thì nó lo phần nó, mình lo phần mình. Nhưng mà nói gì thì nói, thì cha mẹ không ai mà bỏ con bao giờ hết trơn. Ngoài ra đó, ngoài cái chuyện mà chúng ta chu cấp dưỡng những cái vật dụng như thiết yếu á, thì cái phụng dưỡng ở đây đó còn có một ý nghĩa nữa, đó là chúng ta phải biết kiên nhẫn đối với những cái lúc mà cha mẹ trái
rồi mình nói nó hơi hỗn tí xíu là có những lúc mà cha mẹ không có vui, không có vui với mình, hoặc là mình không có vui với cha mẹ, thì mình cũng phải kiên nhẫn. Ở đây á, là dùng từ kiên nhẫn với những cái lỗi lầm của mẹ cha. Tại vì sao? Bởi vì á, cha mẹ vốn dĩ không phải là thánh nhân, không phải thánh nhân. Nổi cái chuyện á, mà lo nuôi mình lớn lên cho ăn cho học là đã quá lắm rồi. Đó. Cha mẹ không phải thánh nhân, cho nên á, thế nào đi nữa thì cũng có những cái sơ suất. Thành ra làm bổn phận một người con á, thì mình ít nhất mình phải có cái sự kiên nhẫn. Chứ đừng nói chi đến cái chuyện là mình đòi hỏi ở cha mẹ bất kỳ một cái gì. Bởi vì sao? Bởi vì đó, khi mà hồi xưa ba má nuôi mình, ba má đâu có đòi hỏi mình cái gì. Vậy mà hôm rồi đó, hôm rồi sư có đọc được một cái tin là cái đứa con đó, nó lấy vợ rồi thì ba mẹ thì ở dưới quê, ba thì chết rồi, còn bà mẹ thì bà mẹ đó đưa đứa con á, hôm bà mẹ bệnh thì đứa con mới rước mẹ lên ở chung để mà lo cái chuyện thuốc thang rồi lo cái chuyện khám bệnh. Hiểu gì nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên, mà nỡ lòng nào á cái bà con dâu á nói là thôi bây giờ mẹ lên ở thì mẹ phải phụ con cái tiền thuê nhà phụ con tiền nhà, không phải thuê nữa, nhà mua, mà mua bằng tiền của bà mẹ nha, nhà mua bằng tiền của bà mẹ đó. Bà con dâu nói là bây giờ má lên đây ở thì má phải phụ tháng 3 triệu. Thì coi từ khi mà mình đọc cái đó mình mới thấy là hỡi ơi đó. Có nghĩa là cái sự suy nghĩ mà của cái đứa con á thì nó không có như là hồi xưa. Mà nhiều người nói á là con ruột á thì là con của mình, nhưng mà con dâu con rể thì chưa chắc là con của mình đâu. Tại vì sao? Nó chỉ biết lo cho vợ cho chồng nó thôi, nó chỉ biết lo cho cái gọi là cái quyền lợi của gia đình nó thôi. Nó thấy cái chuyện mà mình phải nuôi ba nuôi mẹ thì nó xem như đó là một cái gánh nặng. Mà họ không có hiểu đó là nếu mà không có cha có mẹ mà gồng lưng mà nuôi mình thì làm gì có mình ở đây bây giờ. Đó. Thành ra chứ nói ở đây đó là cha mẹ thì vốn dĩ không phải thánh nhân, mà nếu như đã không phải thánh nhân á thì cũng có những lúc cũng như biết bao nhiêu phạm phu khác, có nghĩa là cũng có những lúc giận hờn, cũng có những lúc này nọ kia. Nhưng mà bổn phận của người con là phải biết kiên nhẫn đối với cha và mẹ. Khi mà tôi đi thức thật đúng không? Tôi đi đến một vài cái ngôi nhà thấy rất là tội. Có nghĩa là có bà cụ thì bị liệt ngồi cái xe lăn. Một cái xe lăn thì ngồi đằng trước. Thì đương nhiên là khi mà ngồi xe lăn như vậy thì bà cụ không thể tới chùa. Và chính nhờ cái chuyện mà đi khất thực, đi ngang qua nhà của bà cụ á, thì bà cụ mừng lắm, bà cụ cúng dường một cái chai nước đó. Thì những lần mà tôi đi ngang qua thì bà cụ đều cúng dường một cái chai nước. Nhưng mà có lần á thì bà cụ, tại vì bà cụ ngồi xe lăn, bà cụ không có tự di chuyển được, thành ra bà cụ phải nhờ người lấy giùm đi cúng dường giùm đó. Thì hôm đó tôi đi ngang qua thì khi mà bà cụ kêu cái tên đứa con á thì đứa con thì lại lên giọng mà cái kiểu cằn nhằn á, là không vừa ý á, kiểu má sao kêu, hoặc là con đang bận mà sao má kêu đó.
mà chị lớn tiếng với mẹ của mình thì suy nghĩ cũng hỡi ơi. Tại vì sao? À, ngay từ thời xưa đó thì ở bên Trung Quốc đó có câu là cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử, có nghĩa là khi mà bệnh mà lâu ngày quá đó thì ở trước cái giường bệnh đó, con cái nó có hiếu không nổi, con cái có hiếu không nổi. Thì cũng vậy đó, cha mẹ khi mà ở một chỗ rồi không có nuôi dưỡng được mình nữa, không có chăm lo mình nữa, thì đối với nhiều người đó, cái chuyện mà cho cha mẹ ăn uống hoặc là để giúp cha mẹ vệ sinh các đường đó thì nó là bổn phận. Nhưng mà sẽ có những lúc mà mình không có vui với chính cái người cha và người mẹ. Alo, quý vị rớt ở đâu rồi? Dạ, thưa sư, vẫn nghe hồi nãy có trục trặc cái gì phải không sư? Ở đây nó bị rớt mạng. Dạ, thưa sư nghe được thôi sư. Tiếp ha. Thì ở trong quý vị vui lòng là không có nhắn tin cho sư. À, không có nhắn tin như sư ha, tại vì trong cái lúc mà sư đang giảng thì cái chuyện mà nhắn tin nó sẽ ảnh hưởng đến cái lúc mà sư giảng. Chúng ta tiếp ha. Thì ở trong chú giải nói đó là khi mà một đứa trẻ nó khi còn nhỏ thì nó đứa trẻ nào nó cũng thích nghịch ngợm đó. Thì nó chơi những cái trò của trẻ con, thì nó chơi người nó dơ bẩn, có cát có đất đó. Rồi có khi thì nó nhảy xuống cái vũng nước, nó nhảy xuống ao xuống hồ đó, nó ướt mình ướt mẩy. Rồi thì có khi nó chơi nó quên luôn cả cái đường về. Rồi ba mẹ đi kiếm đó, mà kiếm rồi đó thì sao? Tìm thấy nó rồi thì bắt đầu là rửa sạch cái bùn đất ở trên người nó. Rồi xong rồi đó, tắm rửa cho nó thơm tho, rồi ôm rồi hôn. Cho nên đó, qua nhiều năm tháng đó, thì cha mẹ bảo bọc và nuôi dưỡng đứa con không có một chút xíu nào so đo tính toán hết trơn. Thành ra ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái bài kinh là Sabrammakkhasutta, kinh Sabrammakkhasutta, thì Đức Phật nói đó, cha mẹ đối với con như là một vị phạm thiên. Tại vì sao? Bởi vì khi mà nuôi dưỡng con của mình, mặc dù thì nó cũng có len lỏi cái tâm ái ở trong đó, cái ái nhiễm ở trong đó, tuy nhiên thì trong suốt cái quá trình mà nuôi dạy con, cha mẹ luôn luôn nhìn đứa con của mình bằng một cái lòng bi mẫn, bằng một cái sự từ tâm. Cha mẹ luôn luôn mong cho con được cái sự an vui,
cha mẹ luôn mong cho con đừng có chịu những cái sự khổ đau, những cái sự đau đớn. Cha mẹ luôn luôn đùm bọc của con. Giá như mà có một cái sự thử thách mà cha mẹ đánh đổi tính mạng, hoặc là mẹ, cha mẹ hoặc là đứa con, thì cha mẹ sẵn sàng hy sinh chính mình để bảo vệ đứa con. Cho nên đối với các cái bậc làm cha làm mẹ thì đó, thì họ nhìn đứa con của họ bằng bốn cái vô lượng tâm: tâm từ, tâm bi. Rồi khi mà thấy đứa con được những cái sự hạnh phúc thì cha mẹ không có ai lại đi ganh tị với con của mình hết. Thấy con nó được cái gì cha mẹ cũng vui, thấy con nó được điểm 10 thì cha mẹ vui, thấy con nó được những cái thành tích nào đó thì cha mẹ vui, thấy con nó kiếm được một cái công ăn việc làm thì cha mẹ vui, thấy con nó kiếm được một cái người hôn phối xứng đáng với nó thì cha mẹ vui. Cha mẹ thì không có được cái sự ganh tị đối với con của mình đó. Thậm chí có những gia đình mà người cha mẹ thì làm cha làm mẹ thì rất là nghèo, sống ở quê đó, sống lam lũ, nhưng mà đứa con rất là giàu đó. Nhưng mà cũng không vì cái lý do đó mà cha mẹ lại đi ganh tị với những cái sự thành đạt của con. Và người, các bậc làm cha làm mẹ đó luôn luôn có cái sự bao dung tha thứ cho đứa con, dù cho nó có đánh đập, nó có hỗn hào, nó có bỏ cha bỏ mẹ, thì người làm cha làm mẹ thì không bao giờ lại bỏ con. Thành ra có câu á, là chỉ có con á, nó bỏ cha mẹ, cha mẹ không có bỏ con bao giờ. Thành ra đối với cái có những lúc á, tôi nghĩ nếu như mà bản thân quý vị chứ không riêng gì bất cứ ai, mà nên có một cái niềm tin như vậy, và suy nghĩ quý vị cũng có niềm tin như vậy đối với những ai mà còn cha còn mẹ, đó là gì? Nếu như có một ngày nào đó đó mình bị bệnh liệt giường liệt chiếu, phải chăm sóc ngày này qua năm khác, mình không có cơ hội mà mình tỉnh dậy nữa, mình cứ nằm đó, nằm liệt giường liệt chiếu. Nếu như một ngày nào đó mà mình bị thân bại danh liệt, có nghĩa là cả cái thế giới này nó quay lưng với mình, tất cả mọi người đều phỉ báng mình vì mình đã gây ra một cái lỗi lầm nào đó, có hoặc không có, thì cái người cuối cùng mà ở bên mình á, không oán, không hối, có nghĩa là không có oán hận mình, cũng không có hối tiếc mình, cái người phụ nữ đó chắc chắn phải là cha. Cái người mà ở sau lưng mình á, những cái lúc mình thất bại thì cũng là mẹ, cha mẹ. Cái người á, mà vui với mình khi mình thành công cũng là cha mẹ. Cái người mà không bao giờ ganh tị với sự thành đạt của mình là cha mẹ. Cái người mà mình dù có đánh đập, có tàn nhẫn, có bỏ bê, có làm những cái điều nó bất xứng mà vẫn luôn luôn một lòng thương yêu mình thì chỉ có cha mẹ. Thành ra đối với đứa con thì cha mẹ được xem như là phạm thiên của riêng đứa con đó thôi, chứ còn con của nhà hàng xóm thì không được như vậy. Tuy nhiên đối với riêng cái đứa con của mình thì cha mẹ được xem như là phạm thiên của đứa con. Người cha mẹ đó là vị thầy dạy đầu tiên của đứa con. Tiếp nữa, cha mẹ là người thầy dạy đầu tiên của đứa con. Bởi vì sao? Cha mẹ dạy cho nó cái gì? Dạy cho nó biết đi, biết đứng, dạy cho nó biết ăn, dạy cho nó biết nấu, dạy cho nó biết cái gì là điều hay lẽ phải đó. Cho nên cha mẹ là người dạy đầu tiên. Rồi đối với đứa con thì cha mẹ là vị trời, là cái vị trời của đứa con.
Có nghĩa là cha mẹ đó là một cái vị đê quá, cũng là một vị trời, giống như là tứ đại thiên vương và đế thích cũng là một vị trời, một vị trời dục giới. Tại sao? Bởi vì cha mẹ đối với đứa con, cha mẹ có sự bố thí, có nghĩa là cho nó cái gì cha mẹ cũng không bao giờ mà nghĩ đến cái chuyện là nó sẽ hồi báo mình. Đó. Cho nó ăn, cho nó mặc, nuôi cho nó lớn. Chứ thử mà bây giờ mà mình ngồi mình liệt kê ra là nuôi nó từ cái hồi mà mới mang thai cho tới bây giờ, mà thử tính theo cái giá vàng hồi trước tới bây giờ để coi coi là nó đi làm nó có trả đủ trả nổi hay không. Chỉ tính tiền không thôi đó, mà không có tính cái tình thương của mình mà dành cho nó, chỉ đơn giản là tính cái tài sản thì mình đã cho nó biết bao nhiêu mà nó cho nhiều lắm đó. Cho nên người cha mẹ đối với con là một vị trời đó. Cha mẹ đối với con phục vụ không có nề hà cái chuyện mà dơ bẩn, dọn phân, dọn nước tiểu đó. Thậm chí ngay cả nếu như nó lớn mà nó bệnh á, thì cha mẹ cũng sẵn sàng cũng dọn nước tiểu và dọn phân, dọn những cái chất dơ bẩn của đứa con của mình mà cha mẹ không có một cái sự nhăn mày nhíu mày hết trơn. Phải nói là thấy có nhiều người hồi mà chưa có con á, nhìn một cái gì nó dơ á, là nhăn mày ghê lắm đó. Nhưng mà khi mà có con rồi đó, con nó làm bậy ra trong tã, làm bậy ra trong quần đó, thì cũng đem giặt bình thường à, rồi cũng giặt. Thậm chí hôm nào á, hôm nào mình nó đi ít á, có nghĩa là nó, mình phải giặt ít á, thì cũng hỏi không biết hôm nay con nó có bệnh gì hay không, mà ta thấy nó đi không có nhiều đó. Cho nên cha mẹ đó còn không có nề hà bất kỳ một cái sự dơ bẩn nào hết. Thành ra đối với đứa con, cha mẹ là một vị trời. Và cái điểm thứ tư á, cũng trong cái bài kinh Pháp Râm Má Cá Xuất Tá, thì Đức Phật nói cha mẹ là cái người xứng đáng để cho đứa con lễ bái cúng dường. Thì khi quý vị thấy là bây giờ mình đi chùa thì mình gặp những cái vị tôn túc, những cái vị có giới hạnh, có đức độ, thì mình quỳ xuống mình lễ bái, mình cúng dường. Nhưng mà Đức Phật nói ngay ở nhà của mình cũng có một người xứng đáng để chúng ta lễ bái cúng dường, đó là cha và mẹ. Mà hôm bữa sư có nói đó, mình đừng có dùng cái từ là mình cho cha mẹ những tháng dúi cha mẹ vài đồng, hoặc là mình có gì ngon á, mình mua về mình cho cha mẹ, hoặc là mình mua cái này mua cái kia cho cha mẹ. Thì phải nói là sư không khuyến khích là mình dùng cái từ là mình cho cha mẹ một cái gì đó. Mà quý vị thử mình dùng cái từ là mình cúng dường cha mẹ một cái gì đó. Ví dụ như là tháng mình cúng dường cho ba má vài ba triệu để mà muốn mua cái gì đó thì mua, muốn ăn cái gì đó thì ăn đó. Hoặc là cúng dường cho ba mẹ đi đâu đó mình thấy có món ăn ngon, mình mua về mình cúng dường món đó cho cha mẹ. Hoặc là đi đâu đó mình thấy một cái món đồ đẹp đó, mình cũng mua về mình cúng dường cho cha mẹ. Khi sư tin là khi mà quý vị thay đổi cái từ mà cho thành cái từ cúng dường, mình sẽ có một cái thái độ khác đối với cha mẹ của mình. Thành ra đó, ở trong cái Tăng Chi mà chương ba pháp đó, thì Đức Phật nói là một cái vị cha mẹ được xem là ngang với Phạm Thiên, là bằng với Phạm Thiên đó. Thành ra đó, bổn phận của một cái người con là phải biết chăm lo cho cha mẹ. Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái kinh là Bút Tá Xuất Tá, thì Đức Phật dạy ở đây đó,
có những người sở dĩ mà họ quyết định làm cha làm mẹ, sở dĩ mà họ quyết định sanh ra con cái đó, bởi vì họ có hai nó chưa có tắt micro. Thì có nhưng đâu, thành ra đó tôi nói là trong những cái lúc mà giảng mà bị phân tâm một tí xíu thôi là quý vị biết là nó rớt ra liền, nó rớt ra một cái dòng để mà nó liên tục đó. Thành ra quý vị lưu ý, không phải riêng vì một mình sư mà bất kỳ một cái vị sư nào khi mà vị đó đang giảng mình, trừ khi mà nó ngặt nghèo quá, chứ còn không thôi là không có nên mình làm một cái gì đó để mà phân tâm. Thì sư tiếp ha. Thì trong cái bài kinh Bút Tát Xuất Tá đó, Đức Phật dạy sở dĩ mà một cái người mà quyết định trở thành cha thành mẹ, quyết định sinh ra đứa con đó, bởi vì họ mong đợi năm điều ở một đứa con. Mong đợi cái gì? Thứ nhất á, là họ mong đợi là bây giờ á, mình nuôi nó thì mai mốt nó sẽ nuôi mình. Đó là cái điều mong mỏi đầu tiên của cha mẹ dành cho đứa con. Cái điều mong mỏi thứ hai đó là cha mẹ mong là nếu như mà nó không nuôi mình được á, thì ít nhất thì nó cũng sẽ phụ mình làm cái việc nọ việc kia đó. Rồi cái điều mong mỏi thứ ba đó là cha mẹ nghĩ là khi mà mình đẻ đứa con như vậy thì nó sẽ là một cái người là nối dõi tông đường, có nghĩa là nó sẽ duy trì những cái truyền thống của gia đình, nó sẽ giúp cho cái sự liên tục của cái họ hàng của mình đó, nó được liên tục, mà mình hay ông bà mình hay gọi là cái người nối dõi tông đường. Thì thường thì xưa tới giờ đó, thì hay đặt cái trọng trách đó cho đứa con trai. Tại vì sao? Tại vì đứa con trai á, thì nó giữ cái họ của người cha, người châu Á của mình á. Cho nên mình nghĩ là cái đứa con đó thì nó sẽ, đứa con trai nó sẽ chịu trách nhiệm nói dỗi. Nhưng mà ở đất nước Ấn Độ á, hoặc là một số cái vùng á, hồi xưa thì làm gì có họ, tên thì nó chỉ có tên thôi. Ví dụ như là tên đứa con là đứa con của cha nào đó, hoặc đứa con của mẹ tên là gì đó. Ví dụ như là ngài Sariputta, cho tới cái lúc từ cái hồi ngài đẻ ra cho tới lúc mà ngài xuất gia, rồi cho tới lúc ngài viên tịch, ngài nhập niết bàn, rồi cho tới bây giờ hơn 2500 năm thì người ta vẫn gọi ngài là Sariputta, có nghĩa là đứa con của bà Sari. Đó. Thì đâu ngài đâu có gọi là cái họ, người ta đâu có nhớ tới cái họ của ngài đâu, mà người ta chỉ có gọi là đứa con của bà Sari. Chỉ có một số cái dòng tộc, ví dụ như dòng tộc Sắc Giá đó, thì đó là những cái dòng tộc lớn thì họ có họ có hàng. Chứ còn mà những cái gia đình mà nhỏ nhỏ đó thì theo tôi thấy thì hình như là họ cũng tên đó, thì có những cái tên không có thấy cái họ, không để không thấy họ. Mà cái sự mong đợi của cha mẹ mà khi để đứa con là mong cho nó nói dõi tông đường của mình. Hoặc là theo như trong kinh thì Đức Phật nói là để duy trì cái truyền thống của gia tộc, để duy trì cái truyền thống của gia tộc. Rồi cái thứ ba, cái thứ tư á, là nghĩ là mình đẻ đứa con á, để chi? Để mà nó thừa hưởng cái tài sản thừa kế của mình. Đó. Chứ như rất nhiều người á, họ buồn rầu bởi vì họ không có con. Bởi vì sao? Họ thấy là bây giờ tài sản mình á, mình làm ra cho cố rồi đó, rồi mình làm ra cho ai đó. Không có người mà thừa hưởng tài sản đó. Tới hồi chết rồi thì tài sản nó cũng bỏ phí, thì họ buồn khổ. Thành ra đó, họ mong muốn có một đứa con để nó kế thừa cái tài sản mình làm. Chứ còn mình cài, mình làm con trâu như vậy
thì cuối cùng rồi thì tài sản cũng để cho nó thôi. Và cái điều cuối cùng, người làm cha làm mẹ mong mỏi khi mà sanh ra đứa con đó là gì? Đó là khi mà mình chết rồi đó, người Việt mình thì khi mình chết rồi đó, ít nhất là nó cũng biết thắp cái nén nhang đó, rồi tới dỗ tới quải đó thì nó biết làm dỗ cho mình. Đó. Nhưng mà riêng ở trong kinh đó, thì Đức Phật nói nó sâu hơn cái chuyện là chỉ thắp một cái nén nhang rất là nhiều. Đó là gì? Một cái người cha, người mẹ mà hiểu đạo thì họ mong mỏi ở một đứa con là sau này khi mà mình chết rồi đó, nó sẽ làm một việc, đó là gì? Nó sẽ bố thí cúng dường để cho lỡ mà mình có rơi vào cái hàng sa đọa như là cái hàng ngạ quỷ thì mình cũng hưởng được cái phước mà nó hồi hướng. Ở đây trong kinh đã nói là Athawa panate ta năng kalakata kalakata năng dakshi năng anupadasami, có nghĩa là mong là khi mà cha mẹ qua đời rồi đó thì cái đứa con đó, nó biết bố thí cúng dường để cho nó hồi hướng cho cha mẹ. Thành ra đó, chính vì người làm cha làm mẹ có năm cái sự mong mỏi như vậy đối với đứa con đó, thì trong cái kinh Giáo Thọ Thích La Việt, Đức Phật nói là cái bổn phận của một người con đối với cha mẹ của mình đó là gì? Đó là khi mà được nuôi dưỡng đó, thì tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ của tôi. Bởi vì sao? Cha mẹ đã dành hết cả một cái tuổi thanh xuân, dành hết cả tài sản, dành hết cả sức khỏe, dành hết cả tình thương, tất cả mọi sự đầu tư mà có thể cha mẹ đều đầu tư cho mình. Cho nên cái chuyện mà mình nuôi dưỡng lại cha mẹ đó là cái bổn phận, chứ không phải là một cái chuyện được chăng hay chết. Rồi cái thứ hai đó, là tôi sẽ làm tròn những cái bổn phận đối với cha mẹ. Đó là gì? Đảnh lễ, cúng dường, lo lắng những cái đồ ăn, thức uống, lo lắng những cái bổn phận của một người con ở trong gia đình. Và quý vị đừng có nghĩ là cái chuyện này bây giờ nó là cái chuyện gì đó nó cao xa, là cái gì đó nó hiếm lạ, là một cái gì đó mà có lẽ là đang nói về một cái thời nào đó, cái thời quá khứ xa xăm nào đó, nó không còn phù hợp với cái thời hiện tại nữa. Thì tôi xin thưa đó, tại vì bây giờ đó, những cái người tuổi trẻ mà bất hiếu nhiều quá đi, và chính vì bất hiếu nhiều đó, cho nên mình thấy cái sự bất hiếu nó là cái chuyện bình thường. Thành ra cái chuyện mà có hiếu đối với cha mẹ là một cái chuyện gì đó nó quá lạ, nó quá lạ lắm. Đó, thành ra mình nghĩ cái chuyện này là một cái chuyện mà cổ tích, chứ thực tế đó là bổn phận của mình, nó là bổn phận phải làm. Và cái thứ ba đó là tôi phải giữ gìn cái truyền thống trong gia đình. Mà người Việt mình có câu là nói võ tông đường. Thì ngày hôm nay á, thì sư xin mạn phép định nghĩa lại cái từ nói võ tông đường. Tại vì ở trong kinh Tạng á, trong cái bài kinh kinh trong cái bài kinh là cũng tôi quên cái trích dẫn nó nằm ở chỗ nào. Nói như thế này à, đây kinh ở trong cái Mahasanghiti, trong cái Mahasanghiti thì Đức Phật kể đó, ở trong cái bài kinh là Putta Sutta thì Đức Phật nói là có ba cái hạng người con để mà nói giỏi
cái truyền thống của gia đình nó có ba hạng con. Cái hạng thứ nhất á, là cái hạng con hơn cha mẹ. Cái hạng thứ hai á, là cái hạng là con bằng cha mẹ. Và cái hạng thứ ba là cái hạng là con thua cha mẹ. Thì thế nào là cái hạng mà con hơn cha mẹ? Đó là gì? Đó là cha mẹ đó không là một người không có đức tin nơi Đức Phật, không có đức tin nơi chánh pháp, không có đức tin nơi tăng đoàn. Cha mẹ là cái người bỏng thẻn, không biết bố thí. Cha mẹ là cái người không biết giữ giới. Có nghĩa là cha mẹ là những người sát sanh, rồi trộm cắp, rồi tà hạnh trong các dục, rồi nói dối, rồi uống rượu. Thì cha mẹ như vậy có nhiều cái sự không có đúng đắn như vậy. Nhưng mà đứa con á, nó là cái người mà có niềm tin nơi Tam Bảo, có là có niềm tin nơi Đức Phật, có niềm tin nơi chánh pháp, có niềm tin nơi chư hiền thánh tăng. Đứa con á, lại là người rộng rãi biết bố thí. Đứa con á, là người biết giữ giới. Thì như vậy có nghĩa là con hơn cha mẹ, mà nó mới xứng đáng với cái câu là con hơn cha là nhà có phúc. Đó, người Việt mình có cái câu đó, con hơn cha là nhà có phúc đó. Hôm nay thì lại không có ai giúp đánh máy gì. Đừng có câu con hơn cha là nhà có phúc, có nghĩa là nó phải như vậy đó mới gọi là hơn. Chứ còn cái đứa con đó mà nó ví dụ như là nó làm một cái nghề nghiệp gì đó mà nó cao hơn cha mẹ, ví dụ như là con nó làm thứ trưởng, làm bộ trưởng, làm thủ tướng đó, mà cha mẹ chỉ là một cái bần nông thôi, mà mình gọi là con hơn cha mẹ thì chưa phải. Cái đó không tính là con hơn cha mẹ. Tại vì sao? Đứa con á, dù cho có làm một cái chức quan, một chức vụ lớn đi thế nào đi chăng nữa, thì về nhà đứa con nó vẫn cứ là đứa con đó. Hoặc là đứa con làm triệu phú, nó làm tỷ phú, mà cha mẹ là nghèo, là không có đủ cơm ăn áo mặc đó, thì đứa con không thể nào nó tự hào cái chuyện là nó hơn cha mẹ nó được. Nó không thể nào ứng dụng cái câu là con hơn cha là nhà có phúc, không thể xài. Mà hơn cha mẹ ở đây đó, đó là gì? Là người có đức tin nơi Tam Bảo, là người biết rộng rãi, biết bố thí, là người biết giữ giới. Thì như vậy mới đáng để mà Đức Phật gọi đó là một cái người con mà hơn cha mẹ. Rồi cái hạng thứ hai đó là con bằng cha mẹ. Bằng là bằng sao? Có nghĩa là cha mẹ đó là người có đức tin nơi Tam Bảo, cha mẹ là người rộng rãi biết bố thí, cha mẹ là người biết giữ giới. Thì đẻ đứa con á, đứa con nó cũng như vậy. Tại vì khi mà cha mẹ được như vậy thì nó không thể hơn được nữa, nó không hơn được, thì nó chỉ có thể bằng cha mẹ thôi. Bằng cách nào thì nó cũng là một người có đức tin nơi Tam Bảo, cũng là một người biết bố thí, cũng là một người biết giữ giới. Thì nhờ như vậy đó thì mới thành một cái người con là gọi là bằng cha mẹ. Thì cái bằng ở đây Đức Phật nói là bằng ở đây bằng về mặt nào? Bằng về mặt đạo đức, chứ không phải là bằng về cái mặt tài sản hay bằng về cái mặt danh lợi đó. Mà bằng cái Đức Phật chỉ gọi là bằng cha mẹ, là bằng bằng về cái mặt đạo đức. Còn cái hạng cuối cùng á là quá tệ, là không thể giữ gìn được truyền thống gia đình, mà mình gọi là không thể nói giỏi tông đường được á. Cái nói giỏi tông đường ở đây không có nghĩa là mình chỉ đơn giản là đẻ đứa con thì coi như là nó nói giỏi, không phải. Mà nó phải duy trì được cái truyền thống của gia tộc thì nó mới gọi là nói giỏi tông đường. Mà lỡ mà đẻ ra một cái đứa con mà thua cha mẹ thì quá tệ. Có nghĩa là sao? Cha mẹ là người có đức tin, cha mẹ là người rộng rãi biết bố thí, cha mẹ là người có giới, mà đẻ ra một cái đứa con á, nó không được như vậy.
không được vậy, nghĩa là nó không có đức tin gì hết trơn á, nó cứ khờ khờ vậy đó, nó không có đức tin. Hoặc thậm chí nó khờ đỡ, nhiều đứa là nó còn ác hơn nữa, là nó phỉ báng Tam Bảo đó. Rồi nó là cái đứa mà nó bỏng thẻn, nó keo kiệt, cha mẹ rộng rãi bao nhiêu thì nó keo kiệt bấy nhiêu. Rồi hoặc là nó là một cái đứa không có giữ giới, nó là một cái đứa phá gia chia tử. Thì phải nói cái đó là một cái sự bất hạnh. Đó là một cái sự bất hạnh đối với một cái gia tộc, đối với một cái gia đình, khi mà đẻ ra những cái đứa con mà nó thua cha mẹ. Cho nên dù cho cái đứa con sau này nó đi làm mà nó làm nên những cái chức vụ lớn lao trong xã hội, hoặc là nó là một cái người thành đạt, là một cái người giàu sang, nhưng mà nếu như nó không được những cái này thì vẫn không thể xem là một người giữ gìn cái giá trị truyền thống của gia đình. Ra bây giờ nhìn những cái bạn trẻ bây giờ uổng lắm, buồn, tại vì các bạn không có được giữ được những cái đặc tính của các cái bậc ông cha của mình. Những cái đặc tính đó bây giờ nó được xem như là những cái chuyện cổ tích đó. Thành ra bây giờ cái hạn mà con thua cha mẹ thì nhiều lắm. Rồi cái bổn phận tiếp theo của một người con á, đó là gì? Đó là họ phải biết bảo vệ những cái tài sản mà mình thừa kế. Bảo vệ là bảo vệ như thế nào? Có nghĩa là mình tiêu xài làm sao đó cho xứng đáng, chứ không phải là cha mẹ làm ra cho đã, còng lưng nuôi nó, nuôi mình, nuôi cho đã, mình lớn lên là mình tiêu xài hoang phí, có bao nhiêu mình xài hết bấy nhiêu. Thì mình là cái người không bảo vệ được tài sản của gia đình. Và cái điều cuối cùng á, thì hồi như tôi nói đó, cái truyền thống người Việt mình á, thì cũng có ảnh hưởng một chút của Phật giáo á, nhưng mà do cái trải qua quá nhiều năm tháng cho nên là nó thay đổi, nó khác nhiều. Có nghĩa là cha mẹ thì mong con là mai mốt mà ba má có mất rồi đó thì nó cũng ráng nhớ, nó thắp được cái nén nhang, hoặc là có dỗ có quải thì nó cũng biết làm dỗ làm quải cho mình đó. Nhưng mà đó, ở trong kinh á thì nhắc đến cái bổn phận của một người con khi mà cha mẹ qua đời, đó là gì? Hồi nãy sư vừa mới nói xong, đó là khi mà cha mẹ qua đời rồi đó thì mình phải biết làm phước, cúng dường và hồi hướng phước cho cha mẹ. Tại vì sao? Mình không biết được là cha mẹ của mình á có đi lên hay đi xuống, tại vì mình không có thần thông, nên mình không biết được là cha mẹ mình đi lên hay đi xuống. Mà lỡ như mà có đi xuống á thì mình cũng làm phước, hồi hướng phước cho cha mẹ, thì nhờ như vậy á cha mẹ thoát khỏi những cái cảnh khổ. Thì trong một cái bài kinh có một cái vị Bà La Môn, vị đã hỏi Đức Phật: thưa tôn giả Gotama, thì khi mà tôi cúng dường như vậy, tôi bố thí cúng dường như vậy đó, rồi tôi làm phước, tôi hồi hướng phước, thì thân bằng quyến thuộc của tôi đó có hưởng được hay không? Thì Đức Phật nói đó, không phải là ai cũng hưởng được. Tại vì có những cái chúng sanh á, không có sống nhờ vào cái phước hồi hướng. Ví dụ như chúng sanh ở địa ngục thì họ chịu hết những cái khổ ở địa ngục, cho nên là họ không thể hưởng được cái phước hồi hướng. Hoặc là chúng sanh mà tái sanh làm cái loài súc sanh á, thì nó cũng đâu có biết ai có làm phước cho nó đâu, thì cho nên nó cũng không có hưởng được cái phước hồi hướng. Nếu mà tái sanh vô cái bụng mẹ đó thì nó cũng không biết cái đời trước đó có đứa con đứa cháu nào làm phước hồi hướng, là nó cũng không nhận được. Rồi khi sanh làm nhìn cái loài chư thiên á thì họ cũng chỉ có tùy hỷ thôi, có nghĩa là thấy mình làm phước họ vui theo, họ cũng không có hưởng được cái phước hồi hướng. Tuy nhiên
Tuy nhiên, có những chúng sanh đó, là quyến thuộc của chúng ta rơi vào cái hàng sa đọa, là cái hàng ngạ quỷ mà mình kêu là ma là cỏ đó, đó tái sanh là cái hàng ngạ quỷ. Chúng ta thường cứ nghĩ là ma, rồi ví dụ như là 49 ngày hay là bất va bất vưỡng, có nghĩa là chưa có đầu thai, tới đầu thai rồi nhưng họ đầu thai vào cái hàng ngạ quỷ đó. Thì có một số loài ở trong đó có thể hưởng được cái phước mọi thứ đó. Và Đức Phật nói đó, cái sự mà hồi hướng phước như vậy đó, nó không phải là cái chuyện vô ích. Bởi vì sao? Bởi vì đó, dù cho không phải là cha mẹ của đời này, có nghĩa là cái người làm cha làm mẹ của mình ở ngay cái kiếp này, có thể họ sanh vào một cái loài khác họ không có nhận được, nhưng mà chắc chắn là trong vô thủy luân hồi chắc chắn là sẽ có những người cha người mẹ trong quá khứ của mình á, hiện tại đang tái sanh vào cái hàng ngạ quỷ, đang trông chờ cái phước hồi hướng đó. Cho nên cái chuyện mà chúng ta hồi hướng bố thí cúng dường làm phước, hồi hướng phước đó cho cha mẹ của mình, đó là chuyện cần thiết. Bởi vì sao? Dù cho không phải là cha mẹ của đời này thì cũng là có cha mẹ của đời khác, của những cái kiếp trước, nhờ như vậy họ được hưởng. Thành ra khi mà chúng ta sanh vào cái thời Đức Phật đó, là một đại phước vô cùng, thưa quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không chỉ có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ đời này, mà chúng ta còn có cơ hội báo hiếu cho cha mẹ của vô số kiếp trước nữa. Chứ còn những người mà không có theo đạo Phật, hoặc là không có hiểu được cái chánh pháp đó, thì họ chỉ đơn giản là tới giỗ tới quải thì thắp cái nén nhang, bày cái mâm cơm lên trên bàn cúng như phong tục xưa giờ, mà họ không biết được là cha mẹ khi đã chết rồi họ không hưởng được cái nén nhang đó, không hưởng được những cái món ăn thức uống đó, họ không hưởng được đó. Khi mà một đứa con không hiểu đạo, cha mẹ không hưởng, thì họ không có làm phước hồi hướng cho cha mẹ, thì cha mẹ không có hưởng được cái phước đó. Thành ra quý vị đó, là những người học Phật biết được giáo lý, biết được cái chuyện mà làm phước cúng dường hồi hướng phước cho cha mẹ đã quá vãng là một cái chuyện rất là hy hữu, rất là hiếm và rất là đáng quý. Không phải ai cũng biết đâu quý vị. Người ta chỉ biết là tới cái ngày giỗ ngày quải đó, thì phong tục Việt Nam thì giỏi lắm là mâm cơm thắp nén nhang, rồi bắt đầu là họ hàng tới để ăn nhậu, rồi ca múa hát gì đó, chơi bời cho đã, rồi đăng, có khi đăng 2, đăng 3 nữa rồi về. Họ không biết làm phước, không biết hồi hướng phước cho cha mẹ, uổng uổng. Thành ra những người mà biết làm phước, hồi hướng phước cho cha mẹ khi mà cha mẹ đã quá vãng rồi, hoặc là cha mẹ mình vẫn còn nhưng mà mình vẫn làm phước, hồi hướng phước cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó, thì đó cũng là một cái điều hết sức quý báu. Rồi sẵn đây đó, thì sư nói luôn, chúng ta có một số cái hiểu lầm, một số cái hiểu lầm khi mà nói về cha mẹ, hoặc là khi nói về cái đạo hiếu, hoặc khi nói về đạo Phật. Thứ nhất ấy, là như hồi nãy sư nói cái câu là đạo hiếu là đạo Phật, thì sư xin thưa cái đạo hiếu được Đức Phật đề cao rất là tán thán, những người con có hiếu với cha mẹ. Chư thiên phạm thiên rất là tán thán những người con có hiếu với cha mẹ. Tuy nhiên cái hiếu đó đó nó không đại diện được cho toàn bộ chánh pháp, nó chỉ là một phần nhỏ trong chánh pháp thôi. Cho nên quý vị thấy là 38 pháp hạnh phúc thì ở đây nó chiếm được 1/38 đó, có nghĩa là phụng dưỡng cha và mẹ nó chiếm một phần nhỏ trong đó. Nó cũng là một phần quan trọng đó, nhưng nó chỉ là một mảnh ghép của
của rất nhiều những cái pháp bảo. Thành ra đó, chúng ta không thể nào nói cái câu là đạo hiếu là đạo Phật được, tại vì bản thân đạo hiếu không thể đại diện được cho toàn bộ Phật giáo. Mà chắc chắn trong Phật giáo có cái chữ hiếu, cái đó có. Cụ thể là ngày hôm nay tôi đang giảng cho quý vị. Rồi cái hiểu lầm thứ hai đó, họ nói là cha mẹ như là Phật ở trong nhà, hoặc là cha mẹ như một vị Bồ Tát ở trong nhà, thì nó là một cái sự so sánh hết sức sập sỉ. Đức Phật chỉ nói đó, cha mẹ như một vị Phạm Thiên. Như một vị Phạm Thiên có nghĩa là một cái chúng sanh cao nhất, cao nhất trong tam giới, cao nhất trong tam giới, nhưng mà vẫn thua Đức Phật, vẫn thua chư hiền thánh tăng. Tại vì Đức Phật và chư hiền thánh tăng là những con người vượt ra khỏi tam giới. Mà cha mẹ dẫu cách cỡ nào chăng nữa đối với con, thì cha mẹ chỉ là một vị Phạm Thiên, Phạm Thiên với con đó. Cho nên mình không thể nào so sánh cha mẹ như Phật được. Tại vì Đức Phật có rất nhiều những cái đặc tính, có rất nhiều những đặc tính mà cha mẹ không cách chi có được đó. Mà cha mẹ chỉ có những đặc tính của một vị Phạm Thiên, đó là sao? Đó là đối với đứa con luôn luôn, đối với đứa con bằng bốn cái tâm, đó là tâm từ, bi, tâm hỷ và tâm xả. Đó. Cho nên đối với đứa con thì cha mẹ được xem như là ngang bằng với Phạm Thiên. Chứ mình không thể nào xem cha mẹ ngang bằng với Phật được. Cái nữa đó, là mình coi cha mẹ như một vị Bồ Tát ở trong nhà, thì tôi xin thưa là nó cũng chật. Nó cũng chật, tại vì sao? Tại vì đó, mình cứ hay nói một cái sự hiểu lầm tai hại là mình cứ thấy ai làm thiện, ai làm tốt đó, là mình cứ bê họ lên làm Bồ Tát hết trơn đó. Xin thưa với quý vị, Bồ Tát chắc chắn, một vị Bồ Tát chắc chắn là có làm thiện, một vị Bồ Tát chắc chắn là có bố thí, thậm chí vị đó sẵn sàng xả bỏ thân mạng của mình. Nhưng mà không phải bất cứ ai cứ hễ làm thiện, cứ hễ bố thí, cứ hễ xả bỏ thân mạng đều là Bồ Tát. Xin lấy ví dụ như thế này. Một con sư tử thì nó có bốn chân, nó có lông, nó có đuôi, nó có răng, thì mình gọi nó là một con sư tử thì có như đặc tính đó. Nhưng mà không phải cứ con gì có bốn chân, có lông, có đuôi, có răng thì cũng gọi là con sư tử. Quý vị hiểu vấn đề đó không? Đó. Cho nên mình không thể nào cứ gọi bất cứ ai cứ hễ làm thiện là mình cứ bê họ lên làm Bồ Tát. Tại vì để mà gọi là một vị Bồ Tát á, là vì đó phải có tâm nguyện, vì đó phải có sở nguyện. Khi mà vì đó làm bất kỳ một việc thiện nào thì việc thiện đó đều có mục đích hướng đến cứu cánh giải thoát, thì đó mới được gọi là Bồ Tát. Chứ còn cái người làm thiện thì làm thiện cũng có muôn cái kiểu làm thiện. Kiểu làm thiện nó do cái tâm ái luyến. Ví dụ như là có những anh chàng ảnh mua cho cô gái nhà, mua cho xe, mua cho đồng hồ, mua cho túi xách, thì ảnh cũng bố thí đó chứ, ảnh cũng làm thiện đó chứ. Nhưng mà cái thiện của ảnh là trên nền tảng của luyến ái đó. Rồi có những người đó, họ làm thiện vì cái mục đích họ cầu danh cầu lợi đó. Rồi có những người đó, họ làm thiện không phải cầu danh cầu lợi, cũng không phải do luyến ái, nhưng mà họ làm thiện chỉ đơn giản là họ vì cái lòng thương tưởng đó với chúng sanh, thì cái đó cũng không thể gọi là Bồ Tát. Tại vì cái đó chỉ là đặc tính của tâm từ thôi, mà tâm từ là đặc tính của một vị Phạm Thiên, chứ nó không phải là một vị Bồ Tát đó. Và thậm chí có những người mà họ làm thiện, họ không có suy nghĩ gì hết, họ chỉ đơn giản họ làm cái thói quen thôi, quen làm không có mục đích, chỉ đơn giản thấy việc tốt thì làm đó. Thì không thể nào gọi là Bồ Tát được. Mà một vị Bồ Tát á, là khi làm các việc thiện, các việc công đức, vị đó làm vì mục đích hướng đến cứu cánh giải thoát, thì đó mới được gọi là Bồ Tát. Cho nên á, cha mẹ mình có thương mình cỡ nào đi chăng nữa,
thì cha mẹ cũng không phải là Bồ Tát. Cha mẹ là một vị Phạm Thiên đối với đứa con, cha mẹ là một vị trời đối với đứa con, cha mẹ là một người xứng đáng để đứa con lễ bái cúng dường, quỳ lại mà dâng đồ ăn thức uống cho cha mẹ, xứng đáng được như vậy. Nhưng mà cha mẹ không phải Bồ Tát, tại vì chỉ đơn giản cha mẹ chăm sóc đứa con, lo đứa con đâu phải vì mục đích cứu cánh giải thoát đâu. Cho nên cái hiểu lầm đầu tiên là mình không thể nào mình đi mình so sánh cha mẹ như một vị Bồ Tát được. Đó. Cái hiểu lầm tiếp theo nữa đó, là họ nói là cha mẹ không lo thì từ thiện vô ích. Có nghĩa là nếu như một cái người mà không lo, không nuôi cha mẹ ở nhà đó, hoặc là không lo dỗ quải, cha mẹ chết rồi không lo dỗ quải, cha mẹ còn sống thì không có chăm sóc, bỏ bê cha mẹ mà đi làm từ thiện thì nó vô ích. Thì phải nói là đó là một cái sự hiểu lầm thưa quý vị. Nó là một cái sự hiểu lầm. Bởi vì sao? Chỉ đơn giản đó, nó giống như sự lấy ví dụ mình bị đang bị đau răng, rồi mình bị đau mắt, thì cái người mà đi chữa cái bệnh đau mắt á, thì đau mắt thì mình phải đi khám mắt rồi mình đi chữa bệnh đau mắt chứ gì mắt đau á, thì người ta nói tầm bậy, anh đang đau răng anh không chữa đau răng thì anh cái chuyện anh khám mắt là cái chuyện vô ích, chuyện vô bổ, cái chuyện không xứng đáng. Tại vì sao? Anh muốn khám mắt thì anh phải đi anh chữa cái bệnh đau răng của anh trước cái đã. Quý vị có bao giờ mà thấy ai đi lý luận cái chuyện đó hay không? Răng đi đường răng, mắt đi đường mắt. Mắt cái mớ gì mà mình gom hai thứ đó lại với nhau để mình đi mình so sánh một cách thật hiểm. Đó, cũng vậy. Cái chuyện mà mình lo lắng cho cha mẹ, cái chuyện mà mình có hiếu với cha mẹ, chuyện mình chăm sóc, mình phụng dưỡng cha mẹ, đó là một chuyện. Còn cái chuyện mà mình đi mình lo từ thiện ở ngoài, mình lo mình bố thí, mình cúng dường hoặc mình làm các việc công đức ở ngoài, nó lại là một chuyện khác. Chứ mình không thể nào á, mà mình đem mình gặp hai cái thứ đó lại với nhau rồi mình đi mình so sánh. Mình so sánh cái kiểu đó thì nó như sư nói, nó cũng giống như là cái chuyện mà anh đau răng với anh đau mắt, mình cứ so sánh như vậy thì nó không có chính xác. Thì nhớ như vậy nè, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Mình có hiếu với cha mẹ thì mình được cái phước của chuyện mình có hiếu với cha mẹ. Mình bất hiếu với cha mẹ thì mình chịu cái nghiệp của chuyện mình bất hiếu với cha mẹ. Mình bố thí ở ngoài đó, bố thí mình cúng dường ở ngoài, đối tượng bất cứ ai, từ cái anh ăn xin cho đến tăng đoàn cho đến tam bảo, có bố thí có cúng dường là có công đức của chuyện bố thí cúng dường đó. Còn mình keo kiệt mình bủng thỉnh là mình chịu cái nghiệp của cái chuyện mình keo kiệt mình bủng thỉnh. Hai thứ đó nó không ăn nhập gì với nhau hết, chẳng qua là khi mình gieo hai cái nhân như vậy đó thì sau này mình sẽ hưởng hai cái quả tương ứng thôi. Chứ mình không thể nào mình đi mình so sánh cái đó, để rồi có những người đó họ dùng cái câu đó để mà họ chê trách, họ khiển trách những cái người làm thiện, những cái người đi làm từ thiện, họ chê trách anh làm từ thiện anh không có lo gì cho cha mẹ nhà, anh đi làm từ thiện anh làm. Thì sư xin thưa đó, cái chuyện mà mình chê trách người ta làm từ thiện á là coi chừng á, có nghĩa là mình đang cản phước của người ta. Có nghĩa là người ta đang làm thiện mà mình cản phước thiện của người ta thì đó là một cái chuyện không có nên. Như tôi nói chứ như bây giờ thử mà quý vị thấy cái anh nào mà vừa đau răng vừa đau mắt, anh đi vô cái phòng khám mắt mà quý vị nặng nặc mà đòi ảnh phải chữa bệnh đau răng trước, có khi là mình ăn đòn nào không hay. Thế chật. Rồi cái hiểu lầm thứ ba đó là cái câu mà phải nói, cái câu mà tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Thì tôi phải nói là tôi chỉ muốn đặt câu hỏi là cái câu đó Phật có nói hay không. Rõ ràng Phật không có nói, Phật không có nói.
mà mình cứ bê nó vô đó, tại vì nó là một cái câu ca dao tục ngữ hồi xưa tới giờ đó, rồi mình bê nó vô mình xài, mình không biết mà nó chật lấp. Tại vì sao? Bởi vì á, cái chuyện mà báo hiếu cho cha mẹ nó có ba bậc. Cái hạng thứ nhất á là bậc hạ đó, đó là gì? Đó là theo như cái bài kinh Giáo Thọ Thikalavi, đó là như cái hồi nãy sư nói với quý vị đó, đó là gì? Là phụng dưỡng cho cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ đồ ăn thức uống, y phục, chỗ ngủ, chỗ ở, làm tất cả các phận sự của một người con đó, rồi mình giúp đỡ cha mẹ, mình kiên nhẫn với cha mẹ, rồi cha mẹ chết rồi đó mình hồi hướng làm phước, mình hồi hướng cho cha mẹ. Thì cái đó đó nó chỉ nó là cái nó là bậc hạ nha. Cái bậc trung á là như thế nào? Trong Tăng Chi Bộ Kinh, trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói có hai hạng người mà rất khó để mà trả ơn, đó là ăn, đó là cha, đó là mẹ và cha. Dầu cho có một vai gánh cha, một vai cõng mẹ đó, đưa cha mẹ đi hết cả quả địa cầu này trong suốt cuộc đời, dâng cho cha mẹ đồ ăn thức uống, dù cho cha mẹ có đại tiểu lên trên người thì cũng không có phiền hà một lòng chăm sóc cha mẹ. Đó. Thì một người như vậy đó, trọn đời trọn kiếp thì cũng không thể nào mà bù đắp được một phần nhỏ công ơn của cha mẹ dành cho. Nhưng mà nếu như mà một người đối với cha mẹ không có đức tin, hướng dẫn cha mẹ có đức tin nơi tâm đạo, không đức tin nơi nhân quả nghiệp báo, hướng dẫn cha mẹ có đức tin nơi nhân quả nghiệp báo. Đối với cha mẹ đó, bỏng thẻn, không ưa thích bố thí, hướng dẫn cha mẹ biết bố thí, biết cúng dường. Đối với cha mẹ đó, mà phá giới, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, biết hướng dẫn cha mẹ làm sao đó để cho cha mẹ trở thành người có giới, thì Đức Phật nói người như vậy đó là đã đủ trả ơn cho cha mẹ rồi đó. Thì đó là bậc trung. Bậc hạ đó là mình chỉ lo cha mẹ về mặt vật chất thôi đó, và giỏi lắm thì cha mẹ chết rồi mình làm phước, mình hồi hướng. Bậc trung á là mình lo lắng cho cái phần đạo đức của cha mẹ. Bởi vì sao? Cái bậc hạ đó, dù cho mình có chăm lo hết mực đi chăng nữa, coi như là ngày nhớ đêm mong rồi chăm sóc cha mẹ, thì mình chỉ lo cho cha mẹ được đời này thôi. Cái phụng dưỡng cha mẹ đó của mình á, cái tình thương, cái sự chăm sóc cha mẹ đó của mình không giúp cho cha mẹ thăng thiên được. Mà khi cha mẹ chết rồi thì cha mẹ đi theo nghiệp, cha mẹ đi theo nghiệp, có nghĩa là vẫn đi xuống các hàng sa đọa như thường. Dù mình có là đại hiếu đi chăng nữa, mình cũng không cách chi mà mình cứu được cha mẹ. Nhưng mà bậc trung á là mình giúp cha mẹ mở cái đường thăng thiên, có nghĩa là có đức tin nơi tam bảo, rộng rãi bố thí, biết giữ giới, đó là mình mở cửa cái con đường đi lên, con đường thăng thiên cho cha mẹ. Cho nên á, Đức Phật mới nói là cái người con làm được chuyện đó là cái người đã có thể trả hiếu được cho cha mẹ của mình. Nhưng mà bậc trung, bậc thượng á, còn một cái bậc nữa, bậc thượng là dành cho những cái bậc cao cấp hơn, đó là gì?
xuất gia, sống một đời sống ly dục, tu tập hướng đến thánh đạo thánh quả. Và khi mà chứng đắc được các cái từ thánh đạo thánh quả rồi đó, thì độ cho cha mẹ cũng chứng đắc thánh đạo thánh quả, thì khi đó là cái sự báo hiếu bậc thượng, cũng như Bồ Tát Tất Đạt của mình. Sau khi mà ngài đắc thành đạo quả chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì ngài quay về ngài độ cả dòng tộc Thích Ca, có nghĩa là dòng tộc Thích Ca vô số người chứng tu đầu quần. Riêng cha của ngài ra riêng cha của Bồ Tát á, thì chứng tam quả A Na Hàm đó. Rồi sau đó đó, và sau khi mà vua Tịnh Phạn á, lúc mà mệnh chung á, thì Đức Phật đến một lần nữa và độ cho vua Tịnh Phạn chứng đắc thánh đạo thánh quả A La Hán. Rồi riêng bà hoàng mẹ của Bồ Tát là bà Maha Maya, thì ngài lên cung trời Đâu Xuất để mà ngài thuyết pháp độ cho mẹ chứng A La Hán. Thì đó mới là cái sự báo hiếu bậc thượng. Hoặc như mình ở đây là mình ở Phật giáo phát triển thì nói là đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, chứ còn phải nói là trong kinh Tạng á, cái người mà đại hiếu á, là ngài Xá Lợi Phất, ngài Sariputta, chứ không phải là ngài một kiền liên đó. Tại vì sao? Bởi vì ngài Sariputta là bà mẹ của ngài. Quý vị thấy để ý nè, cái này có rất nhiều những điểm chung mà sư nghĩ có thể sau này đời sau họ hiểu lầm, rồi bắt đầu là họ râu ông nọ cắm cằm bà kia. Có nghĩa là mẹ của ngài Xá Lợi Phất á, rất là ghét Chư Tăng, mà phải dùng cái từ là căm ghét. Tại vì sao? Bởi vì á, bao nhiêu đẻ ra bao nhiêu người á, là cứ đi tu hết. Thành ra đó là bà rất là ghét Chư Tăng. Và ngài Xá Lợi Phất biết được á, là nếu như á, mà mình không có độ cho mẹ của mình á, và với cái sự căm ghét Chư Tăng như vậy á, thì sau khi mệnh chung thì bà mẹ phải đi xuống địa ngục. Thành ra vì cái lòng thương tưởng, vì cái lòng từ bi đối với người mẹ của mình, mà khi mà ngài Xá Lợi Phất sắp viên tịch, ngài về nhà mẹ đó, rồi ngài ở trong chính cái căn phòng mà hồi xưa đó ngài đã ở. Quý vị biết là ngài xuất gia mấy mươi năm mà cái phòng đó một tay bà chăm sóc vẫn dọn dẹp như là ngài không vắng bóng ở nhà một ngày nào đó. Rồi khi mà ngài về đó, bà chăm sóc ngài và chăm sóc luôn cả 500 vị tỳ kheo đi cùng đó. Rồi đêm đó là ngài bị cái bệnh khuyết lỵ, mà được mô tả đó là đem cái xô nào vô đó, thì bưng cái chậu máu đó ra, bưng một cái chậu không vô thì bưng cái chậu máu ra. Thì cứ như vậy á, bà lo cho ngài. Rồi sau đó ngài độ mẹ của mình chứng thánh đạo thánh quả, từ đó chấm dứt cái con đường luân hồi sinh tử cho bà mẹ. Thì đó là cái sự báo hiếu cuối cùng của một cái vị đại thanh văn đệ tử. Cho nên nó phải nói là theo như kinh Tạng Năm Truyền, cái người mà xứng đáng được gọi là đại hiếu thì phải kể đến ngài Xá Lợi Phất. Thành ra đó, cái sự báo hiếu bậc thượng á, là gì? Đó là phải xuất gia, sống đời ly dục đó, rồi chứng đắc thánh đạo thánh quả, rồi hướng dẫn cho cha mẹ của mình cũng chứng đắc được thánh đạo thánh quả, thì đó mới là sự báo hiếu bậc thượng. Thành ra cái câu mà tu đâu cho bằng tu nhà đó, thì thờ cha kính mẹ mới là chính tu, thì câu đó phải nói là nó chật tu gì không đúng.
quý vị sẵn đây thì tôi nhắc là trong kinh bệnh của Tương Ưng Bộ Kinh đó, thì ông Hoàng Mahanama thì có hỏi Phật, thì khi mà một người mà sắp chết đó, thì con phải mình gọi là hộ niệm như thế nào? Thì Đức Phật mới dạy nhiều cách, mà một trong số đó đó thì Đức Phật hỏi dạy đó là hãy hỏi vị đó đó là ông có cái lòng thương nhớ cha mẹ hay không đó. Thì nếu như mà vị đó nói là thì tôi vẫn còn thương cha thương mẹ của tôi, thì vị đó phải nói như thế này. Cái người mà hộ niệm á phải nói như thế này: bây giờ đó, dù cho mình có thương cha thương mẹ thì cũng phải chết, mà mình không thương đi nữa thì mình cũng phải chết. Cái chuyện chết á, là bây giờ là mình chắc chắn là mình phải chết rồi. Cho nên á, tốt hơn á, là hãy để cái tình thương đó qua một bên, hãy bỏ đi, hãy xả bỏ đi, để cái tình thương đó qua một bên. Bởi vì cái lúc này không phải là lúc mà nghĩ tới cha mẹ nữa. Cho nên á, quý vị nhớ á, cái lúc mà mình còn khỏe mạnh, mình còn sống được, thì mình chăm lo hết mực cho cha cho mẹ của mình. Tuy nhiên Đức Phật cũng dạy đó là trên cái giường tử á, khi mình chết á, chuẩn bị mà mình bước qua cái đời sau kiếp khác rồi, thì phải để cái chữ hiếu đó qua một bên, phải xả bỏ, phải để qua một bên. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình chết rồi đó, tới cái lúc mình cận tử mình chết á, mà mình còn có cái lòng dính mắc đối với cha mẹ đó, thì thưa quý vị á, là mình chỉ có ba con đường để mình đi thôi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Uổng lắm, uổng. Mà trong khi đó tôi nói là nếu như mà mình làm thiện, mình thiện cả một đời, mình sống tốt cả một đời đó, mà mình cái giờ cận tử á, mà mình chỉ vì một cái chút luyến ái đó mà mình sanh thiên á, mà mình không sanh thiên được á, thì nó uổng. Thành ra cái giờ phút cận tử là cái giờ phút ngay cả cái tình mẫu tử thiêng liêng thì mình cũng phải để qua một bên. Để chi? Để mình ra đi với cái sự không dính mắc. Biết là cái đủ đi cái đoạn tiếp theo hay không, mình cứ tiếp. Thành ra đó thưa quý vị đó, cái vua trời Đế Thích đó, thì mới nói đó là đối với những cái người mà làm công đức mà có cái sự cung kính đối với cha mẹ đó, thì ngay cả vua trời Đế Thích thì cũng kính lễ, cũng đảnh lễ những vị đó. Đó. Cho nên ngay cả cái chuyện mà mình hiếu thảo với cha mẹ không thôi đó, cũng đủ để mình sanh thiên. Và trong một cái bài kinh ở trong Tương Ưng đó, thì Đức Phật nói đó, chỉ riêng cái chuyện mà mình cúng dường thực phẩm cho cha mẹ, có nghĩa là mình nuôi cha mẹ, mình ăn uống không thôi đó, đi làm rồi kiếm tiền, rồi dùng đồng tiền đó mình nuôi sống cha mẹ của mình một cách chính đáng nha, làm ăn chân chánh mà nuôi cha mẹ, thì chính cái chuyện mà nuôi cha mẹ đó cũng đủ để cho mình sanh thiên rồi. Chứ mình không cần phải nghĩ chi nó cao xa, chỉ riêng cái chuyện mà mình nuôi cha mẹ không thôi đó,
là đã đủ để thăng thiên rồi. Thành ra đó, cái chuyện mà trong gia đình mà có một cái người con có hiếu với cha mẹ thì đó là một cái điềm lành cao thượng. Và chúng ta qua cái là tiếp theo, Puttada Rasasangaho có nghĩa là nuôi dưỡng vợ và con. Thì ở đây đó, cái sự nuôi dưỡng ở đây thì có chúng ta có ba cái đó là gì, đó là cái bổn phận của cái người chồng đối với vợ, bổn phận của người vợ đối với chồng, rồi bổn phận của người làm cha làm mẹ đối với đứa con của mình. Thì tôi nghĩ cái này nếu như mà quý vị có thể đọc ở trong kinh Giáo Thọ Thích Ca Lao Việt á, thì tôi không có phải nói nhiều về cái này. Thì ở đây đó, tôi dịch nói tóm tắt thôi. Ở đây đó, bổn phận của người chồng đối với vợ đó là gì? Thứ nhất á, là Sammanana có nghĩa là tôn trọng cái người bạn đời của mình. Đó. Chứ còn dịch là tôi quên mất cái bản dịch rồi, nó là bản dịch rồi, nhưng mà nghe nó kinh khủng ghê lắm. Thì cái từ mà Sammanana đó có nghĩa là tôn trọng người vợ. Rồi thứ hai đó là Anawamanana có nghĩa là không có khinh miệt, không có xem thường, không có thiếu tôn trọng người vợ. Và cái những cái này thì tôi nghĩ là quý vị thừa sức quý vị hiểu, cho nên là không có phân tích rộng ra làm chi. Rồi cái bổn phận thứ ba của người chồng đối với người vợ đó là cái gì? Anaticharya có nghĩa là không có ngoại tình. Đó là bổn phận. Quý vị biết đó là ngay cả thời Đức Phật thì cũng có những cô mà cổ làm nghề bán hoa đó, hoặc là thậm chí cũng có nhiều nơi là người chồng mà lấy được 5-7 bà. Thành ra đó, ở trong cái kinh Tăng Chi hình như là chương 8 pháp, Đức Phật nói là có những cái điều hạnh phúc của một cái người gia chủ đó là gì? Thứ nhất á, là cái sự tăng trưởng tài sản thì nó là điều hạnh phúc của người gia chủ. Thứ hai là sự tăng trưởng vợ và con. Tăng trưởng con đã làm rồi, có nghĩa là con nhiều, tăng trưởng vợ nữa. Đó, tăng trưởng vợ và con thì nó là hạnh phúc của người gia chủ. Thì đàn ông thì nhiều khi thì họ cũng muốn nhiều bà, mặc dù có khi là họ không phục vụ nổi nhưng mà họ vẫn muốn được nhiều bà. Nhưng mà nó như thế này, cái gọi là không ngoại tình á, có nghĩa là muốn cưới bà nào, muốn ở với bà nào đó thì phải có sự cho phép của người vợ. Chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình đi ra ngoài mình ăn bánh trả tiền đó, mình cứ đi tăng 2, tăng 3 như vậy á, là nó không sao. Thực tế không phải. Khi có vợ có chồng rồi đó thì mình muốn như thế nào đó với một người phụ nữ khác thì phải có sự đồng ý của người vợ của mình. Dù cho đó chỉ là một cái người vợ một đêm thôi thì cũng phải được sự đồng ý. Cho nên mới giữ được cái chuyện là Anaticha Nini là không có ngoại tình. Anaticha Riya không ngoại tình. Cái thứ ba đó là Isariya Vosakya có nghĩa là giao quyền hành cho vợ. Là giao quyền hành cho vợ nghĩa là sao?
cái này thì phải nói là Đức Phật vào cái thời kỳ cách đây 2500 năm thì Ngài vẫn là một người có cái suy nghĩ theo như bây giờ mình nói là rất là tiên tiến, rất là tân tiến, có nghĩa là nghĩ tới cái nữ quyền. Hay nghĩ nữ quyền có nghĩa là giao quyền hành cho vợ. Nhưng mà quý vị nhớ, giao quyền hành ở đây không có nghĩa là đội bà vợ mình lên đầu à, nó khác. Giao những cái quyền hành phù hợp thôi, chứ không phải là nói là cái gì, em là bà nội của anh thì đó là không nên. Coi như là mình có câu rồi đó, gì ta à, để vợ thì sống lâu đó, mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử đó, thì nó không nên, không nên. Tại vì trong cái bài, trong một lần Đức Vua Quá Trình Á Đí đó, Đức Vua mơ thấy cái cảnh mà một cái người thợ dệt á, mà đang mấy cái bệnh, một cái dây thừng bằng rơm á, chổng bệnh tới đâu thì cái con chó cái ở dưới đó, nó ăn tới đó. Thì nó, Đức Phật nói, nó là một cái điềm sau này đó, một cái điềm sau này á, sẽ có những người đàn ông á, vì mê luyến sắc đẹp của người phụ nữ mà để họ nắm hết toàn bộ quyền hành ở trong gia đình, và toàn họ sẽ nắm toàn bộ tài sản ở trong gia đình, và khi đó đó họ sẽ làm cho những người đàn ông mất mát tài sản đó. Thì cái đó thì không nên. Giao quyền hành đó là mình giao những cái quyền hành như thế nào đó cho phù hợp thôi. Rồi cái tiếp theo á, Alankara Nupadana có nghĩa là phải tặng trang sức, tặng trang sức cho vợ. Thì cái ở đây đó thì mình nói tới cái từ Sangaho. Sangaho tại vì nó chung với nó gần giống với cái này. Cái từ Sangaho ở trong cái đoạn kinh á, Sangaho có nghĩa là được định nghĩa đó là dành cho nhau những cái lời nói tốt đẹp và những cái tặng phẩm quý giá vào những ngày đặc biệt, như là những cái dịp kỷ niệm. Những cái dịp kỷ niệm ví dụ như là kỷ niệm ngày này ngày kia đó, rồi kỷ niệm của cá nhân, rồi kỷ niệm của những cái ngày trọng đại, những ngày trọng đại của đất nước, ví dụ như là 30/4, 1/5, hoặc là ngày thậm chí là những cái ngày Bồ Tát, như là những cái ngày rằm nè, 30 ngày rằm thì mình cũng tặng quà cho vợ. Rồi những cái ngày kỷ niệm nào đó, ví dụ như kỷ niệm ngày cưới, rồi sinh nhật này nọ kia thì mình cũng tặng quà. Mà suy nghĩ là nếu như mà ông chồng mà ông tặng quà cho vợ mà tặng một năm như vậy đó thì cũng bộn á, chứ không phải ít đâu nha, cũng bộn á. Nhưng mà khi mà người chồng mà làm được những chuyện đó thì có nghĩa là người chồng đó đã đủ cái bổn phận của mình đối với người vợ rồi. Còn cái chuyện yêu thương hay không thì đó là chuyện của quý vị chứ không phải chuyện của ông sư. À, mà ở đây đó Đức Phật chỉ nói là bổn phận của người chồng đối với vợ đó là phải làm được những cái chuyện đó. Còn bổn phận của người vợ đối với người chồng á, đó là gì? Thứ nhất á, là tú săn quý hí tác cầm mành tá, có nghĩa là thực hiện những cái bổn phận của mình một cách tốt đẹp. Đó là phải biết được bổn phận của người vợ là cái gì, ví dụ như là chăm lo nhà cửa hoặc là làm những cái chuyện gì đó thuộc cái phạm vi bổn phận của người vợ thì mình phải làm rõ. Mà hôm rồi đó, khi mà sư ở Hải Phòng mà sư nói nhắc tới những cái bổn phận của người vợ đối với người chồng á, thì có cô nói là vậy thôi chứ không dám lấy chồng đâu. Tại sao mà thấy kinh khủng quá đó. Thì cái thứ hai đó là cái xú săn gá hí tí, xú săn gá hí tapa có nghĩa là khéo tiếp đón bà con, khéo tiếp đón bà con. Quý vị phải nhớ là khi mà mình lấy một ông chồng rồi đó, không có nghĩa là mình chỉ sống với mỗi ổng đâu,
mà mình đồng nghĩa mình còn sống với cả một cái gia đình chồng nữa đó. Thì chính vì mình còn sống với cả một cái gia đình chồng á, thì ở trong đó nó gồm có cha chồng, nó gồm có mẹ chồng, nó gồm có em chồng, nó gồm có những cái người bà con bên chồng đó. Mà mình phải biết khéo léo để mà mình cư xử như thế nào đó để cho phải lẽ, chứ không phải là mình lấy một chồng về rồi mình chỉ biết có một ông chồng mình không thôi đó. Cái này á, là cái lời của Phật dạy, chứ không phải là tự nhiên bây giờ tôi lôi ra mà tôi dạy đời cái gì. Thì khi mà người chồng á, làm được những cái bổn phận đối với người vợ như vậy, thì người chồng xứng đáng được cái người vợ cũng làm những cái bổn phận đối với mình. Cái thứ ba đó là đương nhiên là cũng không ngoại tình ha, không ngoại tình. Anaticha Vinic không có ngoại tình. Thì như tôi nói đó, cái không ngoại tình ở đây đó có nghĩa là không quan hệ với bất cứ một người đàn ông nào khác ngoài chồng của mình mà không được sự cho phép. Tại vì nó có những trường hợp đặc biệt ông chồng không cho phép, nhưng mà ở đây nó không ngoại tình, có nghĩa là không cho phép là mình không có được đi lại với bất cứ một người đàn ông nào. Bỗng gì nhớ như vậy nè, cái chuyện mà không ngoại tình á, nó có một cái rất là quan trọng, đó là gì? Hai người á mà yêu thương nhau á, mà muốn cho đời sau kiếp khác vẫn cứ là vợ là chồng của nhau, thì phải thỏa mãn một điều kiện, đó là khi sống với nhau thì không ngoại tình. Dù là trong tư tưởng, có nghĩa là dù là trong suy nghĩ, cũng không suy nghĩ về một người đàn ông nào khác, một người đàn bà nào khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình đó. Thì mới có cơ hội mà đời sau kiếp khác mà còn ở được với nhau, chứ không thôi là đời sau kiếp khác cái nghiệp á, nếu mà cái nghiệp nó giống nhau á, thì giỏi lắm á, làm thân bằng quyến thuộc của nhau thôi, chứ còn không thể làm vợ làm chồng của nhau được. Muốn làm vợ làm chồng thì phải thỏa mãn một cái điều kiện quan trọng, đó là không ngoại tình. Dù là trong tư tưởng, có nghĩa là không bao giờ mình nghĩ đến bất kỳ một cái người đàn ông, đàn bà nào khác ngoài vợ, ngoài chồng của mình. Và cái điều tiếp theo đó là do người chồng đã giao quyền hành cho mình rồi, thì mình, người vợ nó phải là một cái người thủ quỹ, bằng cách là xâm phá tành giá anu rắc khá tí, có nghĩa là giữ gìn tài sản. Giữ gìn tài sản là mình chi tiêu như thế nào đó để mà không bị mang tiếng là keo kiệt, mà cũng không bị mang tiếng là mình tiêu xài hoang phí đó. Thì đó là mình phải có trách nhiệm là mình giữ gìn tài sản. Rồi cái điều tiếp theo đó là đắc kha hồ tí anarata sapakiche thú, có nghĩa là khéo léo, không có lười biếng trong các công việc. Rồi cái này tôi nói là bây giờ, nhất là những cái gia đình mà giàu có tí xíu, họ khó làm được cái chuyện này lắm. Có nghĩa là họ cái gì cũng vậy, cứ giao hết cho cái người giúp việc. Mà đôi khi á, cái người giúp việc á, nó lại là một cái mối nguy hại để làm tan vỡ hạnh phúc trong gia đình đó. Thành ra đó, phụ nữ á, dù cho mình có như thế nào đi chăng nữa, có bận bịu như thế nào đi nữa, thì cũng ráng mình dành cho mình một cái phần lãnh thổ ở trong gia đình, có nghĩa là một vài cái công việc nào đó trong gia đình mình chắc chắn là không có ai mà thay thế mình, thì mình mới giữ được cái vị trí của bà chủ nhà trong gia đình đó. Thì khi mà họ làm được những cái chuyện đó đó, thì
họ mở ra cái con đường sanh thiên và được đích thích kính lễ đó. Cho nên ở đây đó, vua trời đích thích mới nói một cái câu như thế này trong chú giải, nghĩa là đối với những cái người gia chủ mà họ có làm các cái công đức, có làm các công đức và có giữ giới và nuôi dưỡng, có sự nuôi dưỡng vợ và con, thì những cái người cư sĩ như vậy đó, thì ngay cả ta đó, có nghĩa là ngay cả vua trời Đế Thích cũng đảnh lễ vị ấy. Mà quý vị biết rồi, mình á, mình lúc nào mình cũng mong là chư thiên phù hộ, chư thiên phù hộ, mà mình không biết mình làm cách gì để mà chư thiên phù hộ. Mình cứ sống bất thiện, mình cứ sống bất thiện, mình đòi chư thiên phù hộ, phù hộ mình bằng cách nào? Ở đây đó, trong kinh tạng hé ra một chuyện, đó là chỉ cần mà quý vị làm các công đức, làm các công đức có giới và nuôi dưỡng vợ con, nuôi dưỡng vợ một cách đúng pháp á, nuôi dưỡng vợ một cách đúng pháp, thì người như vậy đó, vua trời đến hết cũng đảnh lễ. Thì quý vị thấy rằng khi mà được phù hộ, kiểu nói như mình là được phù hộ thì mình muốn gì không được. Thì đây là một đoạn, trích một đoạn ở trong Tương Ưng, trong Tương Ưng kinh Đế Thích Sắc Cá Thâm Duyết Tăng. Và do bên cạnh cái việc mà mình nuôi dưỡng vợ đó, thì nó còn có cái chuyện là mình nuôi dưỡng con. Thì cái nuôi dưỡng con á, thì cũng nằm ở trong cái bài kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt. Đó là gì? Thứ nhất á, là Papa Ni Qua Ren Tí, có nghĩa là ngăn con làm các cái điều ác. Và cái thứ hai á, là Căn Gia Ni Nếu quê xem tí, có là tập cho con làm các cái điều thiện. Thì ghi cả hai cái tôi nói luôn lần. Tôi thấy đó, có những người mà tôi quen đó, có những người tôi quen suốt ngày chỉ đăng, chỉ khoe cái chuyện đó, là con của họ dễ thương như thế nào, con của họ múa đẹp ra làm sao, con của họ ăn mặc thành điệu như thế nào đó, rồi con của họ nói những cái câu nào đó mà nó dễ thương, mà nó chạm vô cái ruột non ruột dài của mình ấy. Đó thì họ chỉ, hoặc là những lúc họ dắt con đi ăn, dắt con đi chơi, họ khoe những cái đó, thì tôi rất lấy làm tiếc là cũng những con người đó, tôi không thấy họ khoe cái chuyện á, là cho con làm những cái việc thiện, ví dụ như là làm các việc từ thiện, coi như là tôn giáo nào cũng được đi, thì làm các việc từ thiện hoặc là kính lễ cúng dường những cái bậc xứng đáng đó, hoặc là đi chùa nghe pháp, hoặc là làm các cái việc phục vụ công đức. Tôi không thấy, thì có một cái chút lo lắng, một cái lòng bi mẫn đối với những người đó. Có nghĩa là khi mà mình nuôi con mà mình khuyến khích nó là con đẹp như thế nào, con dễ thương như thế nào, con được nhiều người yêu quý như thế nào, và con sẽ phát triển những cái đó như thế nào, thì sau này nó chỉ biết đẹp thôi, nó chỉ biết đẹp thôi, mà nó không biết cái cách nào để mà phát triển cái nền tảng đạo đức. Thì phải nói nếu như nó là con gái thì sau này chỉ mang họa thôi chứ không, tại vì nó chỉ biết mỗi sắc đẹp thôi. Và thậm chí con trai cũng vậy, có nghĩa là nuôi con là mình thiếu đi cái sự là hướng dẫn cho con thế nào là làm những cái việc thiện, thiếu đi cái sự tập cho con làm các việc thiện,
và thiếu đi cái sự ngăn ngừa con làm các cái điều ác, thì phải nói mình là một người cha mẹ chưa có làm tròn đủ cái trách nhiệm của mình. Mà quý vị nhớ là hôm trước tôi có nói rồi, là khi mà ngăn con làm các điều ác á, thì mình phải, có nghĩa là mình răn dạy con á, khi mà con hư á, răn dạy cho con á, thì nó phải phù hợp. Là như thế nào? Trước hết mình suy xét coi mình có phạm cũng cái lỗi như vậy hay không. Ví dụ như mình không có cho con nói dối, nghiêm cấm con nói dối, mà mình cứ nói dốc như rươi á, thì không được. Đó, có nghĩa là khi mà mình dạy con á, thì mình phải xem xét coi coi là mình có phạm cái lỗi tương tự hay không. Rồi đó, khi mà mình nói thì mình coi coi là mình có phạm vào bốn cái pháp thiên vị hay không, tức là thiên vị bị thương, thiên vị bị ghét, thiên vị bị sợ và thiên vị bị dốt. Ví dụ như cũng hai đứa, đứa cháu với đứa con phạm chung một lỗi, nó làm chung một chuyện, nó phạm chung một, nó sai một cái, mà mình xử cái đứa này nó nặng hơn đứa khác, hoặc đứa này nó nhẹ hơn đứa khác là không được. Đó. Hoặc á, là tiếp theo đó khi mà dạy á, thì phải xem coi là mình dạy nó có đủ tâm chi phần hay không, có nghĩa là nói đúng lúc, nói đúng sự thật, nói có lợi ích, nói có suy xét và nói bằng từ tâm. Tôi thấy nhiều người á, dạy con mà thực tế mình đang dạy nó bằng tâm sân, nhưng là mình đang nóng giận, mình dạy nó thì nó cũng không đúng. Thành ra cái chuyện mà ngăn con làm điều ác và tập cho con làm điều thiện, nó cũng là một nghệ thuật. Và cái tiếp theo đó là Sipang Sikha Penti, có nghĩa là dạy cho con các cái nghề nghiệp. Đó, có nghĩa là sao? Dạy cho nó cái cách nào đó để cho con á, nó có thể sống được, nó có thể tự nó nuôi sống bản thân. Ừ, biết rồi, cha mẹ thì không có ở đời với con, cho nên á, thương con á, thì tập cho con cái cách nào đó để cho con có khả năng tự lập, có khả năng tự nuôi sống chính mình. Đó. Thì đó là bổn phận đối với con cái. Cái điều thứ tư á, là Patitru Vena Darena Thằng Vô Chèn Tí, cũng là cưới vợ xứng đáng cho con. Ở đây mình có thể hiểu là dựng vợ gả chồng cho con một người xứng đáng. Thời nay không phải thời xưa mà cái kiểu mai mối hoặc là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng mà mình cũng có thể hướng dẫn cho nó cái cách nào đó để mà nó tìm được cái người hôn phối nó phù hợp với nó. Ví dụ như mình dạy nó, con nên nhớ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nồi nào ấp vung đó. Cái thứ mà nó ăn chơi á, thì nó chỉ tìm, nó chỉ cưới được cái người mà cũng ăn chơi thôi. Còn cái người đạo đức á, muốn cưới được một cái người đạo đức á, thì bản thân mình phải là một người đạo đức. Khi mình là một người đạo đức thì mình mới có cơ hội mình tương xứng với một cái người cũng đạo đức như vậy. Đó. Muốn có được một cái người vợ mà hiền thục, mà ngang ngửa bà Yasodhara, tức là bà Yajudala, mình phải vĩ đại cỡ Bồ Tát Tất Đạt. Chứ còn cái thứ mà thường làm sao mà được cỡ một cái người vợ như vậy. Muốn được một cái người hôn phối như thế nào thì mình phải xứng đáng với một người như thế đó. Rồi, và cái điều cuối cùng đó, là Samaje Da Yat Chang Nitya Đền Tí, là trao cái quyền thừa kế thích hợp cho con. Trao quyền thừa kế vào cái thời điểm thích hợp. Tôi biết đó, là có những cái gia tộc mà họ giàu có đó, họ khi mà đứa con nó đến cái độ tuổi trưởng thành đó, thì họ sẽ trao một phần quyền thừa kế cho nó trước, để chi, để nó lập nghiệp.
nó sẽ dùng cái tài sản đó để nó học, để nó đào tạo chính nó và để nó bắt đầu nó khởi nghiệp, thì nó sẽ tốt hơn là đợi cho tới khi mà cha mẹ già rồi đó, thì hoặc là chết rồi thì con mới hưởng được cái bộ phận tài sản thừa kế thì nó ổn. Sẵn cái chuyện mà thừa kế á, thì nó có một cái vấn đề nó cũng hơi liên quan. Đó là tôi thấy có một số những cái vị mà tỷ phú, những cái người mà giàu á, thì họ lại không có truyền hết toàn bộ tài sản thừa kế cho đứa con của mình, mà họ chỉ cho đứa con một phần thôi. Và họ lý giải là nếu như á, mà cho đứa con mà 1 triệu đô á, thì có thể giúp nó có được một cái nền giáo dục tốt nhất và có được một cái sự khởi nghiệp tốt nhất. Nhưng mà nếu như cho nó 1 tỷ đô á, thì có nghĩa là mình giết nó, giết chính tương lai của nó. Nhưng mà nói theo cái kiểu mà đạo Phật của mình là nói theo cái vấn đề nghiệp và quả của nghiệp đó, đó là gì? Cái đứa con á, nó không có phước để mà nó hưởng trọn vẹn tài sản của người cha đó. Không có được cái phước đó. Mà muốn như vậy đó, thì khi mà làm thiện á, thì phải làm chung. Chứ còn cái kiểu mà người cha mà làm thiện á, thì đứa con nó không có làm, thì sau về sau này đó, thì khi mà người cha được cái quả thiện á, thì người cha là một người giàu có, là một vị tỷ phú. Nhưng mà do đứa con không có làm thiện chung á, không có hùng phước, không có làm chung á, thì nó không được hưởng cái số tài sản đó. Đó. Thành ra đó, cái chuyện mà tập cho con làm điều thiện á, quý vị cũng phải nhớ mà mình hướng dẫn đó, là khi mà làm bất kỳ một điều thiện nào, mình đi chùa, mình bố thí cúng dường, mình làm các công đức, cũng hướng dẫn nó hùng phước, hướng dẫn nó làm chung. Chứ nếu không á, đời sau kiếp khác mình được hưởng phước đã làm rồi, mình sẽ là một người rất là giàu có ha, nhưng mà cái tài sản đó mình lại không thể nào trao hết cho đứa con. Đứa con nó không hưởng được hết toàn bộ tài sản thừa kế đó. Thì như vậy đó, thì hôm nay thì tôi đi một cái câu đầu tiên ở trong cái đoạn số 3 là Mata Pitu Vatthanang Puttada Rasathang Gaho, có nghĩa là phụng dưỡng mẹ và cha, cấp dưỡng các con và vợ. Thì khi mà chúng ta làm được những cái điều như vậy, như tôi nói là quý vị đã mở được cái cánh cửa sanh thiên, quý vị đã mở được cánh cửa sanh thiên. Và ngay cả vua trời Đế Thích cũng kính lễ quý vị đó. Và mong là quý vị làm được cái điều này. Để chi? Để cái truyền thống này, cái truyền thống mà hiếu đạo, cái truyền thống mà sống trong gia đình một cách có bổn phận, bổn phận đối với vợ, với chồng, bổn phận đối với con, với cha, nó được lưu truyền, nó được gìn giữ từ đời này qua đời khác, nó không bị gián đoạn, nó không bị mất đi. Mong cho tất cả quý vị luôn được sự an vui. Cái phần phước mà thuyết giảng chánh pháp ngày hôm nay đó, xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, còn hiện tại cũng như đã quá vãng. Cầu mong cho các vị ấy được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ thẳng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa luân, nguyện thầy chứng thành khỏi con chết, nguyện cho nhân loại thân tu, nguyện gìn tâm học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc tham, nguyện giải trong luân tâm tịnh khổ, nguyện diệt tâm tham tháo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành.